người Việt Nam ở tại cái vùng này đó họ gọi là Cần Đa, chùa Cần Đa, và họ đặt gọi Cần Đa đó là độc trại từ cái chữ Candle. Candle đó chính là cái điểm giữa, và cái điểm giữa cái chùa này không có cây đa nào hết, và cũng chẳng có cái cành nào Cần Đa ở đây hết. Và như bạn Phú có nói đến cái kỳ thị, cái thị 7-800 năm đó, chúng ta sẽ trình bày đến cái phần thứ tư của cái ý nghĩa, cái ý nghĩa. Thì cái tên Cần Đa đó là xuất phát từ cái chữ Candle, là cái giữa. Và dĩ nhiên cái chữ này đó, nó bắt nguồn từ cái tên gốc của ngôi chùa. Cái chùa này á, tiếng Pali nó gọi là Mahimjisararan. Thầy đọc lại nha, mình cứ viết theo âm Việt đi, rồi về đó mình mới tìm ra chính thống cái chữ của nó nha. Mahimjisararan. Mahimjisararan. Thầy nói lại, đây là tên tiếng Pali của chùa. Các bạn có thể sờ trên mạng thôi, chứ không tìm ra được cái này đâu các em. Không tìm ra được đâu, mà không có tư liệu để cho mình trình bày đâu. Và cái tên chùa này đó là do gốc Pali, do tên gốc Pali mà có. Cái tên, cái chữ đầu tiên đó, là để nói đến cái trung tâm. Cái trung tâm cái ở giữa. Cái ở giữa đó, cái ở giữa. Còn chữ Araram, Araram nha, chữ Araram có nghĩa là cái cốc, cái am ở trong khu rừng. Là đây đã liên quan hết tới cái truyền thống Bali, truyền thống Bali gốc, truyền thống Bali gốc ở đây. Thì Ma Si Him là cái chính giữa, cái trung tâm, cái trung tâm của nó. Và chính cái trung tâm này là để nói đến cái ngôi chùa khi thiết lập là nó nằm ở giữa cái cù lao kia. Cái chùa này đó được xây dựng ở ngay chính giữa cái cù lao, ngay chính giữa cái cù lao, phải không ạ? Cái cù lao ở miền Nam này rất nhiều đó, do cái chuyện sông Ngòi dày đặc nó bồi đắp lên những cái cù lao, phù sa nó bồi lên đó. Thì ở trên cái cù lao đó, họ chính giữa cái cù lao đó họ xây dựng một cái thảo án, và xung quanh cù lao nó có rất là nhiều cái rừng cây, thành ra đó họ mới xây cái thảo am đó, tức là cái ngôi chùa đó, họ xây đầu tiên ở trên cái thảo am, ở trên cái đường cù lao này. Và khi mà xây cái ngôi chùa xong đó thì tọa lạc ở trong khu viên cái rừng, cái khu rừng. Thành ra cái chữ Araram, Araram có nghĩa là cái chú xứ, cái ngôi chùa, cái hương thất, cái tịnh thất nó nằm ở trong cái khu rừng, nằm ở trong khu rừng. Tất cả những cái tên chùa nào, chùa Khmer nào mà có cái âm phía sau là Araram là chúng ta phải nhớ tới cái này. Bên phải này là chúng ta đến bên chữ cái chùa Ramamet, Samromet, Samromet nó sẽ liên quan đến cái câu chuyện cái bồ đề nha, cái bồ đề sẽ nói chuyện về cái chùa này. Hồi nãy bà Phú có nói đó, mà chưa có cái thời giờ để mà điều chỉnh thêm, họ mới làm lễ xây ba kiếp giới để khánh thành chánh điện. Đây chùa Sắc Đông Ết, chúng ta sẽ đến thăm cái chùa này. Thì tất cả những cái tên chùa nào các bạn nhớ là có chữ Araram nha, có Araram là nằm trong cái khu rừng. Em tới chùa Khmer nào, em chưa biết lịch sử của chùa Khmer đó là bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi, em chỉ cần nhìn cây ở trong chùa đó là em đã đoán biết được cái chùa này là chùa cổ hay chùa này là chùa tăng thời. Em hiểu chưa? Đó, em nhìn cái tán cây ở trong chùa thôi là em sẽ biết được cây này nó là thuộc loại chùa cổ hay là chùa mới. Đó, ý nghĩa lắm, rất là ý nghĩa. Chính vì vậy
vậy đó, ngày xưa đó là chúng ta biết Chư Tăng là sống chung rừng, chứ đâu có chùa. Cái chỗ này đó thầy mở rộng cái tài liệu tham khảo nha, cho em cứ ghi nốt thêm cái tài liệu tham khảo, phải đọc thêm nhé, phải đọc thêm cái tài liệu tham khảo đó là Tăng Già Thời Phật. Cái tác phẩm đó được viết đó là Tăng Già Thời Phật, tác giả đó là của Hòa Thượng Thích Chơn Thiện. Hòa Thượng Thích Chơn Thiện đó là Phó Chủ tịch Thường Trực của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó. Hòa Thượng mất rồi, là ngài là đệ tử của cố Hòa Thượng Minh Châu đó, và trụ trì ở Tổ đình Tường Vân ở Huế, là tổ đình danh tiếng bậc nhất của kinh đô Huế năm xưa đó. Thì Hòa Thượng Chơn Thiện có soạn một cái tác phẩm nó gọi là Tăng Già Thời Phật, trong đó có đề cập đến cái chữ Araram này rất là rõ ràng và rất là chi tiết luôn nha. Đó, một ngài giải thích chi tiết từng cái nội dung của Araram để cho mình biết, để cho mình nắm, mình hiểu. Và đời sống du canh du cư, xin lỗi du cư chứ không phải du canh, đời sống du cư của Tăng Già Thời Phật để dẫn đến cái đời sống định cư của Tăng Già Thời Phật. Thầy nhắc lại hai cái yếu tố này chúng ta phải nhớ để trình bày. Thứ nhất là đời sống du cư của Chư Tăng. Chư Tăng là không có xây chùa, không có xây thất để ở riêng một chỗ. Mỗi một vị trú dưới cội cây không quá 3 ngày không được ở dưới cội cây đó quá 3 ngày. Vì nếu quá 3 ngày phạm trong giới luật là tham đắm vào chỗ gốc cây nó tốt xấu, không được phép. Đó, đời sống du cư là nay đây mai đó, lúc chỗ này, lúc chỗ kia. Đó, nếu có thể nói như đời sống các bạn hướng dẫn viên cũng vậy, du cư hết định cư coi như là hộ khẩu thì thường trực trên xe với máy bay đó, còn mà coi như là coi như tạm trú mới ở nhà thôi, còn thường trú là trên xe với máy bay thôi. Thì cái đời sống Chư Tăng đó là như vậy đó. Và tại sao lại có cái việc định cư để ra cái ngôi chùa đó. Và cái chữ Araram, Araram đầu tiên đó là để nói đến cái yếu tố từ cái du cư sang cái định cư. Đó. Mình đi qua chùa mà mình không hiểu tại sao nó đặt tên chùa như vậy. Ý nghĩa đó tại sao? Thì chúng ta biết đó là bây giờ nè, thầy dẫn hết cả lớp đi tới cái chỗ cái rừng này. Vô trong cái chỗ cái rừng đó thăm xong cái thầy nói bác nữa mấy em 12 giờ mình tập trung chỗ cái cây đó nha. Tập trung biết cái cây nào đó mà chọn hả? Em biết cái cây nào trong rừng đó mà nó chọn. Bây giờ Chư Tăng với Phật, Đức Phật sống ở trong rừng hả? Ngài Ananda ngài nói nè mấy sư huynh sư đệ ơi, lát nữa Thế Tôn ngài sẽ giảng pháp ở chỗ cội cây đó, lát nữa mấy sư huynh sư đệ tập trung với cội cây này nha. Ủa biết cây nào hả? Biết tên hả? Bây giờ có biết tên cũng không biết, tại nhiều cứ giống như vậy quá làm sao biết hả? Thì bây giờ họ mới xác quyết, xác quyết bằng cách đó là gì? Đánh dấu. Và cái đánh dấu đó chính là gì? Kiết giới đó. Chữ Sema đó là kiết giới đánh dấu đó. Đánh dấu chỗ gốc cây đó, để đi tới để đánh dấu chỗ gốc cây này nè mấy sư huynh, lát nữa mấy sư huynh phải tập trung lại chỗ này nè. Đó, thấy chưa? Thì mới xác quyết cái chỗ đó. Và cái Araram đầu tiên, Araram đầu tiên được hình thành trong thời Phật sau cái chuyện là du cư chuyển sang định cư, đó chính là Venuvana Araram. Venuvana, Venuvana, Venu đó là cái tre, Vana đó là khu rừng, và thầy Huyền Trang dịch chữ Venuvana đó là trúc lâm, Araram đó là tịnh xá, tịnh xá. Nghe kịp chưa? Đó, Venuvana Araram hoặc là Venuvana Araram. Đó. Mình nghe cho kịp cái chỗ này đi, phải không? Chút lâm tịnh xá. Khi đó mùa mưa đã đến. Chúng ta đi, mùa mưa đã đến. Và khi mùa mưa đến như vậy, truyền thống ba đời Chư Phật là Chư Tăng phải an trú một chỗ, không có được đi nay đây mai đó.
là vì khi mùa mưa côn trùng thế nào sinh sôi nảy nở đó. Thành ra nếu Chư Tăng đi bát đi phật hóa vô tình hữu ý mà mình dẫm phải côn trùng làm bắt đi lòng từ ái và tổn hại đến sanh dục, Đức Phật chế định giới luật là không cho phép Chư Tăng trong 3 tháng mùa mưa mà du hành đi phật hóa khắp đời. Thành ra Chư Tăng phải ở lại một chỗ đó. Khi ở một chỗ như vậy đó thì bây giờ họ phải dựng mấy cái cốc, mấy cái liêu, mấy cái lều bằng chanh am, chanh vách lá đó, để sống trong 3 tháng mùa mưa. Trong 3 tháng mùa mưa như vậy đó, họ trao đổi với nhau về những kiến thức pháp học, pháp hành, về những điều giới luật mà Đức Thế Tôn Ngài đã trình bày. Những người mới vào đạo được các vị sư huynh đó họ hướng dẫn sách tấn, giúp đỡ cho mình phát triển, được trao dồi. Thì sau 3 tháng an cư xong, mùa mưa chấm dứt, thì bây giờ là Chư Tăng lại theo truyền thống của các sĩ là du cư, là đi nay đây mai đó để hoằng pháp, để tạo những cái nhân duyên cho những cái người có duyên với Tam Bảo. Đấy chứ là, thì có những vị tỳ khưu lớn tuổi, những vị tỳ khưu lớn tuổi không có đủ sức để đi, thành ra mới xin ở lại tại những cái cốc, những cái liêu mà đã dựng sẵn đó. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là có những vị, phải không, muốn xin tình nguyện ở lại để gìn giữ những cái gốc liêu đó, bởi vì nếu mùa mưa năm sau Chư Tăng tập trung trở lại thì không cần phải bận tâm mất công để lo dựng những cái này nữa, mà để mình có nơi có chỗ để mình lưu trú, để mà mình sinh hoạt. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba, những vị tỳ khưu lớn tuổi đau ốm bệnh tật, thí chủ bá tánh thập phương đó họ đem thuốc men, đem thức ăn thức uống tới, họ đặt bát họ cúng dường, ngày qua ngày có nhiều cái người đến, thì bây giờ những cái chỗ mà ở đó phải sửa sang sắp xếp trở lại. Đó là ba lý do đã khiến cho cái Araram này nó ra đời. Thấy chưa? Tức là ngôi chùa đó các em. Ngôi chùa đó, ba lý do này đã khiến cho cái việc mà du cư đó chuyển sang thành cái phần định cư, đời sống định cư. Thành ra đó bắt đầu mới kiến tạo ra những cái thất, những cái am chanh đó bắt đầu mới xây dựng nó kiên cố hơn. Nhiều vị đó xin phát nguyện ở lại để giữ gìn, để chăm lo trông coi đó, nhất là những vị tỳ khưu lớn tuổi đau ốm bệnh tật, thì họ xin ở lại để mùa mưa năm sau tăng đoàn các nơi tập trung trở về để có cái chỗ an trú, để có cái chỗ tu tập. Do đó nó hình thành nên cái Araram. Nghe kịp chỗ này chưa? Và bắt đầu có đời sống định cư. Các bạn nhớ đọc cái tác phẩm Tăng Già Hồ Phật của tác giả Thích Chương Thiện đó. Thầy nói đây là một phần thôi, nhưng mà trong đó đó là Hòa Thượng Chương Thiện Ngài phân tích rất là chi tiết về nội dung ở phía bên trong đó, để cho chúng ta có cái hình dung, có cái khái quát. Và Hòa Thượng Chương Thiện là một trong những vị giáo thọ rất lớn của Phật giáo, nhất là Phật giáo miền Trung, từng là viện trưởng của viện nghiên cứu Phật học ở tại Huế và Học viện Phật giáo Việt Nam ở tại Huế. Thành ra đó, những cái kiến giải của Hòa Thượng nó rất là sâu sắc. Thứ hai nữa, Hòa Thượng đã tích hợp và học được từ một trong những cái bậc thầy về Kinh Tạng Nguyên Thủy xuất sắc nhất trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam, đó là Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, là người có công rất lớn, vừa được xem như là một nhà huyền trang của Việt Nam, đã dịch và trước tác những Kinh Tạng Bali sang tiếng Việt. Thì các bạn đọc thêm cái tài liệu này, và tài liệu đó có tính chất về giá trị, về nghiên cứu và chính thống, với những cái từ ngữ rất dễ hiểu. Thứ hai nữa, những cái nội dung, những cái nguồn tư liệu đó hết sức là đáng tin cậy. Thành ra cái chữ tên của cái chùa là cái chú xứ được xây dựng ở giữa cái cù lao.